Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ dẫn cho bạn cách tách họ tên trong Excel siêu nhanh. Giả sử như ở đây tôi có một bảng dữ liệu, và trong bảng dữ liệu của tôi á, nó chứa các thông tin như là tên nhân viên này, ngày sinh, bộ phận. Bây giờ tôi muốn là tách họ tên ở cột nhân viên. Thì ban đầu á, ở cột tên á, nó hiển thị đầy đủ cả họ cả tên. Bây giờ tôi muốn là tách cột họ ra một cột riêng và cột tên ra một cột riêng, thì tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên á, tôi sẽ tiến hành là chèn hai cột này. Rồi, cột đầu tiên là họ và cột thứ hai là tên. Thì đầu tiên á, tôi sẽ tách theo cách thủ công trước. Họ ở đây là, bạn đầu tiên là Nguyễn Tiến này, thì tôi sẽ nhập Nguyễn Tiến. Tên là Đạt. Rồi bây giờ tôi muốn là tách hàng loạt, tức là tôi muốn là tách các người ở dưới cũng như là giống như bạn ở trên. Thì tôi sẽ làm như sau này. Chọn vào người đầu tiên này và tab data. Sau đó bạn chọn vào flat field này, thì tự động á, nó sẽ tự động là tab. Tiếp theo tên cũng vậy nha, các bạn chọn vào flat field thì tự động nó sẽ tab nha. Đó, cái này rất là nhanh, chỉ mất khoảng vài giây là chúng ta có thể tab được rồi. Rồi, cách thứ hai, các bạn chúng ta có thể là sử dụng tổ phím, chọn vào người đầu tiên này, bấm tổ phím Ctrl E này, thì nó sẽ tắt nha. Đây, Ctrl E, nó sẽ tắt nha. Rất là nhanh chóng, chỉ mất khoảng vài giây là chúng ta có thể tắt được rồi. Đó, như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tắt họ tên trong Excel siêu nhanh. Nếu thấy video hay, hữu ích, thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.